Hello, xin chào cả nhà. Xin tự giới thiệu, em là An đến từ đơn vị HTX Giao Phúc Sen. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới cả nhà mình một mẫu dao chặt gà mới của HTX Giao Phúc Sen. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay em sẽ mang tới cho cả nhà mình một mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Đó, hàng chuẩn nha các bác nhá, hàng chuẩn nhá. Tất cả 4 cây dao này của em ở đây thì các bác thấy là phần lưỡi giống hệt nhau đúng không ạ? Phần lưỡi là giống hệt nhau, em rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga nguyên khối. Đây, các bác có thể nhìn chi tiết cho em một sản phẩm này trước nhá. Đó. Phần lưỡi ở đây là sẽ được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga nguyên khối cho em. Chiều dài lưỡi dao là sẽ vào khoảng là 19,5 đến 20 cm nhá. Phần chiều dài lưỡi này sẽ vào khoảng 19,5 đến 20 cm này. Bề rộng của lưỡi dao ở đây sẽ vào là 9 cm cho em này. Độ dày của sống dao ở đây thì sẽ là 3 ly này. Đó. Cán ốp full tang các bác thấy không? Đấy, cán ốp full tang là nó sẽ đi hết cái phần cán này cho em này. Đó. Đi hết phần cán này nha các bác nhá. Và đây sẽ là chốt đinh, ở đây là chốt đinh đồng này, 1 2 3, 3 chốt đinh đồng thau, đồng đinh 8 nha các bác nhá. Đây là cái phần dao này sẽ rất là chắc chắn cho các bác. Đấy, con này sẽ có trọng lượng là sẽ vào 500 g, thiết kế là chuyên dùng để chặt gà vịt. Các bác có thể chặt được da cầm này, chặt được sườn nhỏ này, kết hợp thái này. Đấy, băm thịt rất là ok. Đấy, các bác mà dùng trong gia đình là dùng cái này là rất là hợp lý nha các bác nhé. Vừa tay. Đấy, mình cứ chặt từ sườn trở xuống cho em nhé. Mình không mang đi chặt các loại xương to cứng như là xương ống, xương thủ, xương trâu, xương bò là mình sẽ không chặt nha các bác nhé. Mình chỉ chặt từ xương sườn trở xuống cho em thôi. Đó. Cái mẫu này của em ấy thì sẽ có bảo hành 1 năm cho các bác nhé. Nên là trong vòng 1 năm sử dụng có bất kỳ vấn đề gì thì các bác cứ liên hệ lại với em. Cây này của em thì cái phần cán này các bác này, để ý cho em này, phần cán ở đây. Con này là sẽ là làm từ cán gỗ cẩm lai này. Con này là sẽ được làm từ gỗ kappa này. Con này là sẽ được làm từ gỗ mun này và con này sẽ được làm từ gỗ cẩm chỉ. Đấy, các bác lấy cây nào cũng được, lấy cây nào cũng được nhá. Đây là sản phẩm mới của em nên là bác nào mà lấy thì sẽ báo cho em là lấy cây nào nhá. Thích cây nào thì mình báo cho em là lấy cán gỗ gì cho em. Ok chưa ạ? Tất cả các sản phẩm này của em cam kết là hàng chuẩn và có bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy, cây dao chặt gà này em đang để mức giá niêm yết là 329.000 đồng. Và ngày hôm nay trong chương trình này thì em sẽ mang tới cho cả nhà mình một mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Đó sẽ là đồng giá tất cả 4 cây này với mức giá là 249.000, bao luôn phí ship cho cả nhà mình luôn nhé. Bao luôn phí ship cho cả nhà mình. Như vậy là giảm tới gần 100.000 một sản phẩm luôn rồi đấy ạ. Đó, cái mức giá này sẽ là mức giá trải nghiệm nha các bác nhé. Mức giá trải nghiệm hàng chuẩn của HTX Giao Phúc Sen. Trước đây thì có rất là nhiều bác tham khảo kênh của bên em, rất thích dao của bên em nhưng lại chưa có dịp để mua được các sản phẩm ấy. Các anh bảo là giá cao quá em ơi, có khi nào mà có cái chương trình nào mà ưu đãi hay là chương trình khuyến mại nào thì nhớ báo anh nhé. Thì đây, các bác nếu mà đang muốn là lấy dao chặt gà thì chốt ngay cho em cái mã này đi ạ. Đó, sẽ có bảo hành 1 năm cho các bác và cam kết là hàng chuẩn, chỉ có bao nhiêu ạ? 249.000, bao luôn phí ship rồi ạ. Đó, các bác nếu mà đặt hàng vui lòng liên hệ lại với em qua Zalo 0987240733. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của em. Các bác nhớ bấm like này và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin chào.